Nữ Việt Nam đại thắng không tưởng nữ Nepal, cả châu Á kinh ngạc, người hâm mộ sung sướng tột cùng. Hoan hô Việt Nam, các cầu thủ nữ Việt Nam của chúng ta đã bắt đầu hành trình tại ASEAN 19 bằng chiến thắng đầy thuyết phục trong trận đấu với tuyển nữ Nepal hôm 22 tháng 9. Tuyển nữ Việt Nam chạm trán tuyển nữ Nepal trong trận gia quân bảng D môn bóng đá nữ ASEAN 19. Đây là thử thách không quá khó với các cô gái áo đỏ và đây cũng là cơ hội để thầy trò ông Mai Đức Trung giành được 3 điểm. Thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Trung đã có 2 ngày tập luyện và chuẩn bị tại thành phố Ôn Châu, nơi sẽ diễn ra các trận đấu tại vòng bảng. Những cô gái kim cương bước vào chiến dịch ASEAN với vị thế là đại diện xuất sắc nhất của bóng đá Đông Nam Á, vừa tham dự vòng chung kết World Cup cách đây hơn một tháng. Bóng đá nữ Việt Nam cũng có thành tích rất ấn tượng tại Đại hội Thể thao Châu Lục khi có mặt trong top 4 chung cuộc cách đây 5 năm. Mục tiêu của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Trung lần này là giành suất và bán kết. Nằm cùng bảng với Nepal, Bangladesh và Nhật Bản tại ASEAN 2023, cuộc đua tới ngôi đầu bảng D được cho là dự báo diễn ra giữa hai đội tuyển nữ Việt Nam với đội bóng đến từ xứ sở Hoa Anh Đào. Để có vé vào tứ kết, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Trung phải giành ngôi nhất bảng hoặc là một trong ba đội nhì bảng xuất sắc nhất trong số 5 đội. Vì thế, ngay ở trận gia quân với Nepal, ngoài chiến thắng để có 3 điểm, việc ghi nhiều bàn thắng vào lưới đối thủ này cũng rất quan trọng sự vắng mặt của nhiều trụ cột như huỳnh như trương thị kiều vũ thị hoa nguyễn thị mỹ anh và trần thị thúy nga vì các lý do khác nhau chính vì thế mà nhiều gương mặt trẻ được đưa đi tham dự đại hội lần này và đó cũng nằm trong tính toán của lộ trình trẻ hóa dần lực lượng đội tuyển nữ việt nam tiền đạo chủ lực của đội tuyển nữ việt nam ở đại hội lần này là thủ quân hải yến xung quanh cô còn có nhiều chân sút luôn sẵn sàng để thể hiện là thúy hằng tuyết ngân vạn sự và cả cơn lốc đường biên nguyễn thị thanh nhã dù gì thì trước đối thủ yếu hơn, các cầu thủ Việt Nam hy vọng sẽ có màn khởi đầu thuận lợi bằng một trận thắng, thậm chí thắng lớn để tạo đá hưng phấn ở hai trận còn lại ở bảng D gặp Bangladesh và Nhật Bản. Hồi tháng 4 vừa qua, hai đội đã có dịp chạm chán nhau ở vòng loại Olympic Paris 2024. Sau hai lượt trận, đội tuyển nữ Việt Nam đều giành chiến thắng với tỷ số 5-1 ở lượt đi và 2-0 trong cuộc tái đấu tại lượt về. Bóng đá Nepal thì không mấy phát triển nếu như không muốn nói là thuộc nhóm yếu. Trước đối thủ không quá mạnh, tuyển nữ Việt Nam quyết tâm lấy chọn được 3 điểm. Với đẳng cấp vượt trội, tuyển nữ Việt Nam sớm tạo ra thế trận lấn lướt và kiểm soát trận đấu. Tuyển nữ Việt Nam đã dồn ép đối phương đến ngộp thở, nhưng những cơ hội và những pha dứt điểm của các cầu thủ nữ Việt Nam đều không đem đến bàn thắng. Cơ hội tốt nhất từ đầu trận của đội tuyển nữ Việt Nam đó là pha dứt điểm cận thành của đội trưởng Hải Yến. Tiếc rằng bóng lại đi vọt xả. Hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi. Bước sang hiệp 2, huấn luyện viên Mai Đức Trung đã có liền hai sự thay đổi người. Thanh Nhã vào thay Tuyết Dung, còn Ngân Thị Vạn Sự thay Thúy Hằng. Với hai sự điều chỉnh về lực lượng, tuyển nữ Việt Nam gia tăng sức ép để tìm kiếm bàn thắng, khai thông thế bế tắc. Và điều gì đến cũng phải đến. Phút thứ 53, Vạn Sự với cú nã đại bác quyết đoán từ bên ngoài vòng cấm, thủ môn Nepal phản xạ xuất sắc để bóng ra ngoài. Hải Yến băng vào dứt điểm cực nhanh và hiểm hóc, mang về bàn mở tỷ số cho đội tuyển nữ Việt Nam. Có được bàn khai thông thế bế tắc, tinh thần của các cầu thủ nữ Việt Nam được tăng lên, dồn ép đối phương về một phần ba sân. Với lợi thế tinh thần thoải mái, phút thứ 64, tuyển nữ Việt Nam tiếp tục nổ súng, người ghi bàn là Bích Thùy. Với pha tạt bóng vừa tầm của Dương Thị Vân, Bích Thùy di chuyển không bóng thông minh, đánh đầu lái bóng hiểm hóc, khiến thủ môn Nepal đứng chôn chân nhìn bóng bay vào lưới tỷ số được nhân đôi cho đội tuyển Việt Nam. Càng về cuối hiệp 2, thế trận cũng không có gì thay đổi. Nepal cố gắng tìm kiếm bàn gỡ, nhưng các cô gái vàng của chúng ta chứng tỏ sự vượt trội hơn. Thầy trò ông Mai Đức Trung tiếp tục trừng phạt đối thủ và khép lại bằng một chiến thắng đầu tiên. Với chiến thắng này, thầy cho ông Mai Đức Trung nắm chọn 3 điểm và tạm thời leo lên ngôi nhất bảng. Sau chiến thắng tương bừng, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Trung đã nhận vô vàn lời khen. Trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á đã lập tức có bài viết khen ngợi. Tuyển nữ Việt Nam đã giành được chiến thắng cực kỳ quan trọng, qua đó tạm thời vươn lên nhất bảng, tạo lợi thế cực lớn trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Một trang báo khác thì cũng đã có một tiêu đề. Tuyển nữ Việt Nam thể hiện sức mạnh tại ASIAD. Tờ báo này cho rằng, chiến thắng này một lần nữa cho thấy Việt Nam vẫn là đại diện có sức mạnh đáng gờm tại ASIAD năm nay. Theo tác giả Chiến thắng trước tuyển nữ Nepal cho thấy bản lĩnh tuyệt vời của các cầu thủ trẻ Việt Nam. Hãng tin Watan cũng cho biết, trong tay vị huấn luyện viên Mai Đức Trung, các tuyển thủ nữ cho thấy sức tấn công khủng khiếp. Chỉ trong hiệp 2, tuyển nữ Việt Nam đã có cho mình những bàn thắng quan trọng. Lối chơi mạch lạc hơn, dồn ép đối thủ đến ngộp thở. Hãng tin Golf News cũng đưa tin về bầu không khí hàng ngàn các cổ động viên của họ đã có mặt tại sân bóng và biến sân bóng Trung Quốc thành sân nhà của họ. Sự cuồng nhiệt trên khán đài giúp Việt Nam giành được chiến thắng. Tờ CNC bình luận, tuyển nữ Việt Nam đã cho thấy bản lĩnh của mình khi đánh bại đối thủ khó chịu là Nepal, một chiến thắng quan trọng. Đáng nói, thầy trò ông Mai Đức Trung cũng đã có chiến thắng với tỷ số đậm đến khó tin. Trong khi đó, khán giả trong nước cũng đã vô cùng sung sướng. Hoan hô Việt Nam, chúng ta trận này đã hay, phong độ tốt. Tôi tin Việt Nam sẽ làm nên chuyện trước Nhật Bản. Bangladesh. Tuyển nữ Việt Nam năm nay trẻ nhưng đá vẫn cháy. Chúc mừng đội tuyển. Với 3 điểm trong tay, tuyển nữ Việt Nam chúng ta có 3 điểm và một hiệu số rất đẹp. Thầy trò ông Trung sẽ tạm thời leo lên ngôi Nhất Bản và ngồi xem Nhật Bản và Bangladesh chiến đấu với nhau diễn ra vào lúc 18 giờ 30 cùng ngày. Nữ Nhật Bản hiện nay đứng ở vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng FIFA, đồng nghĩa với việc họ đã thể hiện sự mạnh mẽ khi đấu với các đội tuyển toàn cầu tại Women's World Cup. Trong khuôn khổ giải đấu châu Á, mục tiêu rõ ràng của nữ Nhật Bản là cạnh tranh ngôi vô địch. Trận đấu với nữ Bangladesh sắp tới sẽ là cơ hội tốt để thể hiện sự vượt trội về đẳng cấp và ghi nhiều bàn thắng để cải thiện chỉ số phụ. Trong trận gần nhất, nữ Nhật Bản chạm trán nữ Thụy Điển, một trong những đội hàng đầu thế giới. Đội của huấn luyện viên Futoshi Ikeda đã phải đối mặt với sự áp đảo của đối thủ ở trên sân và điều này không gây ngạc nhiên. Nữ Nhật Bản đã phải chịu bàn thua ở phút thứ 32 sau một tình huống bất cẩn của hàng phòng ngự. Trong hiệp 2 họ tiếp tục nhận thêm một bàn và chỉ ghi được một bàn gỡ. Kết quả chung cuộc là thất bại 1-2. Tuy nhiên tại Á vận hội năm nay, đội tuyển nữ Nhật Bản chỉ mang đội hình B đi tham dự. Trong danh sách đăng ký chỉ có duy nhất một cầu thủ vừa mới thi đấu tại World Cup 2023. Thực tế đội hình của Nhật Bản hầu hết là các cầu thủ sinh năm 2004 thuộc thế hệ U20 nữ của quốc gia này. Nữ Bangladesh thì nằm ở vị trí thứ 140 trên bảng xếp hạng FIFA, rõ ràng là một đội tuyển nhỏ trong cộng đồng bóng đá quốc tế. Huấn luyện viên Saifun Barititu, người đứng đầu đội, đã nhấn mạnh rằng đối đầu với các đội mạnh như nữ Nhật Bản hoặc nữ Việt Nam sẽ mang lại kinh nghiệm quý giá cho đội bóng, giúp họ phát triển trong tương lai. Trước cuộc chạm trán với nữ Nhật Bản, Việc nữ Bangladesh có thể gây bất ngờ là điều khó xảy ra khi khoảng cách giữa hai đội về mọi mặt là quá lớn. Trong trận gần đây gặp nữ Nepal trong một trận đấu giao hữu, cả hai đội thể hiện sự cẩn trọng, đặc biệt trong khâu phòng ngự. Chất lượng chuyên môn không cao và dẫn đến trận đấu không có bàn thắng, cả hai đội đều gặp khó khăn trong việc tận dụng cơ hội. Trong loạt sút luân lưu, nữ Bangladesh thiếu bản lĩnh hơn và đã thua chung cuộc trong trận giao hữu này. Olympic Việt Nam nhận tin buồn trước ngày quyết đấu Ả Rập Xê Út Dù thi đấu rất thận trọng, nhưng Olympic Việt Nam vẫn thua đậm 0-4 trước Iran ở lượt trận thứ 2 bảng B ASEAN 19. Trận thua này khiến cơ hội giành vé đi tiếp của đoàn quân áo đỏ nhỏ đi rất nhiều. Vì vậy, ở trận đấu cuối vòng bảng gặp Ả Rập Xê Út, Olympic Việt Nam cần phải có điểm để níu lại tấm vé vào vòng 16 đội. Nhưng trong trận đấu tới, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ tiếp tục mất thêm một cái tên rất quan trọng là trung vệ Nguyễn Anh Đức. Ở trận gia quân gặp Mông Cổ, anh Đức phải nhận một thẻ vàng và anh tiếp tục lĩnh án phạt tương tự trong màn so tài với Iran. Theo quy định của ban tổ chức giải, cầu thủ sẽ bị treo giò một trận nếu nhận đủ hai thẻ vàng. Việc anh Đức vắng mặt sẽ là tổn thất lớn đối với Olympic Việt Nam, đặc biệt khi hậu vệ Phan Tuấn Tài vẫn chưa bình phục chấn thương. Quay lại trận đấu với Iran vào tối ngày 21 tháng 9, Olympic Việt Nam lép vế hoàn toàn về khả năng kiểm soát bóng. Các học trò của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn gần như không thể tổ chức tấn công trước cách chơi áp sát của đội bóng Tây Á. Trong khi đó, hàng phòng ngự của Olympic Việt Nam lại khá mỏng manh và không ngăn cản được các tình huống lên bóng của đối thủ. Hiện Olympic Việt Nam đang đứng thứ 3 bảng B với 3 điểm sau 2 lượt trận. Ngày 24 tháng 9, Olympic Việt Nam sẽ chạm trán Olympic Ả Rập Xê Út ở lượt trận cuối cùng.